cũng khổ. Mấy cái ông thung, mấy ông tôn giáo dính với mấy ông đó Thì kia đó lắm. à, khi mà tao phát ngôn ra thì thiên hạ sẽ tách tao là cái gì, là bài xích tôn giáo không có đoàn kết này kia, chứ ước sức tao mở miệng ra tao không dám nói cái lai này, bởi cái lai này chắc là nhiều người lấy, tao không dám nói. Chứ thực chất là cái miệng của tao mày biết á, từ hồng y cho đến lên bột đủ, tao đeo lên kia tao ngồi tao cắt cổ hết, ước sức của tao. Bởi vì thiệt nó nói thẳng là như vậy, là bởi vì chỉ có tôn giáo quỷ quái đó mới làm cho con người ta điên đảo như vậy thôi. Mà đất nước ta, bởi tao tuột dốc luôn, ta đang đang đi chơi du hí là vui hết mức luôn, nghe cái tin nó tuột luôn, nó tuột cảm hứng, nó Giờ tuột em cũng nghe em buồn muốn chết luôn. buồn. Mình không thể nào mình vui vẻ, mình hồ hởi phấn khởi đi tắm biển ăn chi phúc làm đủ trò hết, Đất mà trong nước khi yên bình mà đó sao không để cho yên bình để mình sống cho nó không yên hiểu bình. nổi, Không hiểu ta nổi, em không không hiểu hiểu nổi. nổi. Chính cái vì điều đó, mấy người lớn tuổi của mình thì có cái đầu óc suy nghĩ một cách Nó chín chín chắn chắn thì mình cảm đúng thấy hơn anh. Tụi mình bây giờ đã qua biết bao nhiêu rồi, mình nhìn thấy nó rõ ràng lắm. Đất nước yên bình thì cứ để yên bình mà phát triển, mà không chịu cứ lung tung lên. Tụi cóc bắt căng được này đứa mệt nào quá. cho bắt là bớ bắt được đứa nào cho dựa cột đứa đó rồi xong, vậy giải quyết, mà giải quyết tận gốc luôn, truy lùng luôn tận gốc luôn, và làm hàng rào che chắn, bây giờ trở thành áp chiến lược luôn. Mày muốn tao cho áp chiến lược, tao cho áp chiến lược đâu quá. Khổ, cũng giống như cái, mấy cái thằng Tức à, gì nước không? ngoài nó chẳng hiểu gì hết, nó cứ nói lung tung mình chẳng hiểu nó tại Có sao giữa không mà. kẻ mà có những kẻ mà thấy đất nước mình như vậy, có những cái chuyện nó buồn như vậy mà họ là hoan hỷ họ cười, thì ta không nghĩ là con người Đó nó khủng khiếp anh, nó mới là nó khủng khiếp. Mình em không cũng thể không hiểu nói là nổi. nó không mình, con người thì không ai làm vậy được hết, nhưng mà họ làm, họ ngồi cười vui trên những cái như vậy là mình cảm thấy là mình bức xúc, thật sự bức xúc. Họ cho hả nên hê thì cho nên tụi nó không biết tụi nó sanh ra nó là người Việt hay là người ngoài hành tinh hay là một con người thù địch với đất nước này, em cũng chẳng một hiểu. con người nước ngoài cũng vậy thôi, nước ngoài họ cũng vậy thôi. Nếu người bình thường mà rõ ràng chiến tranh Việt Nam đó, người dân Mỹ cũng đâu ủng hộ đâu, người ta cũng xuống Đúng đường lên. rồi. Nhưng mà chỉ có những cái loại người như vậy, người ta không hiểu nó sinh ra ở đâu, ta không hiểu nổi. Tụi mình làm gì tôi đó bây giờ ta cũng không hiểu nổi luôn. Tội chứ, tội cho mấy mấy người bị mấy anh hùng mấy công an với này chứ, họ đã đất nước mà nó chiến tranh, mình không không mình không buồn bằng thấy đất nước nó hòa bình rồi Đang yên sanh vui bình rồi mà mừng. đủ có lại đủ cái chuyện mà xây dựng đất nước mà đẹp. Tao đi phố cổ Hội An, Đà Nẵng, Không có Huế, chỗ nào đi không những đẹp cái đâu anh, không có chỗ bây giờ nào không không chỗ đẹp, nào đẹp không một đẹp. cách tuyệt vời, nhưng mà đùng Việt một cái đó là Nam một bây phát giờ xây dựng đến mức mà khi mà em đi lên Sapa đó, là trên cỏ ngọn Phan Xi-Păng á, mấy người Mã Lai họ rất ngạc nhiên, họ không hiểu tại sao mà người Việt mình có thể xây được những cái tượng Phật rồi chùa chiền trên đó được, họ rất là ngạc nhiên, vâng. họ rất rất là nể phục mà ngạc nhiên. Thì em cứ họ cứ hỏi em họ làm Hay ta xây nói như một thế cách đơn nào giản, thì ta nói một cách đơn giản, trong cái cuộc đi chơi vừa rồi đó thì ta đã chiếu rất nhiều cảnh tất cả những cái phái đoàn, những cái đoàn du lịch của nước ngoài, trong đó là Trung Quốc là đông, thứ hai là tụi Hoa Lan rồi châu Âu, hoặc là rất là nhiều. Thì tại sao họ du lịch Việt Nam mình phải đánh dấu hỏi, là bởi vì đất đúng nước rồi. mình đẹp, con người thân thiện, bãi biển rất Rất là là thân thiện. thơ, rất là thân thiện, vì cái chỗ đó họ mới qua đất nước mình, họ mới du lịch, đơn giản vậy thôi. Ta nói thẳng mà đơn giản thôi, Tại bởi vì vì mình đẹp người ta mới chiêm ngưỡng. có một lần á, em đi chiếc Anh biết cái xe bãi biển Lăng Cô á, nước. đứng đứng thứ 17 trên thế giới là những bãi biển đẹp hả, Đúng rồi. đứng thứ Đúng 17 rồi. hàng thế giới chứ không phải đơn giản đâu. Hỏi Lăng hỏi Cô thôi. ông Là anh của trung tôi, tâm anh đẹp phường của của tôi biết Việt Lăng Cô Cali. nằm ở đâu không? Trời Nằm ơi, nằm là nó hỏi anh biết Lăng Cô nằm đâu không nè, đâu trả tôi lời. biết, đi từ từ Trời đi ơi, xuống cái đèo mà tôi ghé lên rồi. cô cầm đứng trên đèo à, đứng trên đỉnh đèo Hải Vân chụp hình đó. Đúng rồi, mình cứ đứng trên đó mình Đứng ngồi nhìn dưới chân xuống. đèo Hải Vân, Đúng dưới chân rồi, đèo Hải rồi Vân. mình nhìn xuống. Đúng rồi. Rồi 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 có xuống rồi đó.
rồi mình có xuống dưới Lăng Cô lần, hồi đó đi xe, đi cái chuyến đó đó, xuống đầu đó thì cũng ở đó được đông 1-2 tiếng vậy đó, đó thả mình chơi đó. Nhưng mà mấy vụ phun đồ thì mình đi rồi, anh đi năm ngoái đi Hà Giang chưa? Đi Hà Giang cũng đi rồi năm ngoái, đi cũng hết đủ đủ đó. Đi Ninh Bình chưa? Ninh Bình đi, đi hồi đó đầu tiên, đúng rồi, Ninh Bình Tràng An là đi hồi đó là 1990 mấy là đi rồi đó. Bây giờ thì nó đẹp hơn đó. À thì đúng rồi, ngày xưa thì cũng chưa có gì, nhưng bây giờ thì nó rộng rãi lên đường chút rồi, họ xây tất lại. Thì bây giờ Phương Công Tùng ở đâu vậy? Ở em ở Sài Gòn. Thì... Ồ, em okay. Có, nè, em đang lo cái chuyện chạy thị trường của em đang nước tương. Dạ ok, có biết cái vụ đó. Mình vẫn còn đợi chai hộp chao của anh á, hộp chao đen của anh á. Dạ em mang chai, đợi anh tới là em mới mang được. Em mang sữa của em với kia mang lại cho anh. Ok. Em bây giờ là chạy thị trường muốn bù đầu luôn á. Dạ, tại dạ, vì em từ bé lớn có bao giờ làm ăn đâu. Đi giờ sản xuất ra thì nhanh lắm, nhưng mà làm đi ra thị trường hơi bị khó. Ok, hiểu rồi. Rồi hiểu em mà. Nói nhiều khi người ta chẳng hiểu em nói gì luôn. Không biết đâu, mình nói tiếng Việt Nam mà không hiểu vậy là không có nói, không có được rồi, đó. Mình nói người ta không hiểu thì mình phải kiếm nào mà nói cho người ta hiểu, chứ còn mình nói mà không hiểu vậy là em mình... đang kiếm một cái đơn vị làm giùm cho em. Đúng là mỗi người nó có cái việc rồi đó. Dạ. Thì bởi vậy cho nên em bây giờ là em trồng đại trà rồi em làm tùm lum tùm la, nhưng mà chưa là cái thị trường mà em chuẩn bị đang ra qua Mỹ, em nhất định là mang này qua Mỹ mà. Ừ. Em okay. Thế nào cũng gặp anh ở bên Mỹ. Ok. Dạ tại vì phải đến California để gặp anh bên Mỹ. Ok. Ok anh, em phải đi đây một tí rồi chứ. Ok anh, thôi làm việc đi. Anh cho em cái địa chỉ ở đâu đi em tới. Ok. Chừng nào anh em mình gặp nhau là mình thấy mình mới có vô gia cư vô nghề nghiệp. Chỗ nào em ở được thì ở. Không có nghề. Không, nhưng mà anh như thế nào thì đi chứ, nhưng phải cho em hay. Tại okay. Em gửi cho anh một ít sữa với cái này để anh uống coi thử như thế nào. Ok anh, vậy đi. Dạ, dạ, dạ. Ok, anh ok. Dạ, chào anh, dạ.